Tiểu mục 7 Tính chấp Điều 344 Bảo đảm bằng tính chấp của tổ chức chính trị, xã hội Tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tính chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Điều 345 Hình thức, nội dung tính chấp việc cho vay có bảo đảm bằng tính chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị xã hội bảo đảm bằng tính chấp về điều kiện hoàn cảnh của bên vay vốn thỏa thuận bảo đảm bằng tính chấp phải cụ thể về số tiền mục đích thời hạn vay lãi suất quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức chính trị xã hội bảo đảm bằng tính chấp